các bạn. Bây giờ chúng ta lại dạo qua một vòng của gian hàng Toyota. Như các bạn đã biết thì gian hàng Toyota năm nay cũng rất là chú trọng về những chiếc xe xanh. Và ngay đằng sau tôi đây là một chiếc mô hình chiếc xe hybrid đầu tiên của Toyota, đó là chiếc Prius. Chúng ta tìm hiểu xem Prius và công nghệ hybrid nó hoạt động như thế nào. Với Toyota thì hãy bắt đầu từ những giá trị cốt lõi. Đây là một sản phẩm hybrid mà trong thời gian gần đây là Toyota họ tổ chức rất là nhiều các hội thảo này, các chuyên đề để nói về tầm quan trọng của những mẫu xe hybrid ở thị trường Đông Nam Á và đặc biệt là ở Việt Nam. Thế thì anh Thắng sẽ giới thiệu về cái mẫu xe hybrid của Prius này. Ok. Các bạn có thể thấy rằng hybrid thì nó bao gồm một động cơ xăng và một động cơ điện bố trí ở khoang máy phía trước. Còn ở phía sau thì các bạn có thể nhìn thấy một bộ pin, một bộ pin và thùng nhiên liệu. Thì nguyên lý hoạt động của hybrid trên những chiếc Toyota là nguyên lý song song, có nghĩa là gì? Cái động lực của để vận hành xe nó được lấy cả trên động cơ xăng và động cơ điện. Có nghĩa rằng là khi các bạn chạy chậm thì động cơ điện hoàn toàn chạy, và khi mà các bạn cần phải tăng tốc chẳng hạn thì động cơ xăng sẽ kích hoạt, và lúc mà các bạn chạy ở tốc độ cao thì cả động cơ điện và động cơ xăng nó sẽ kích hoạt lên. Điều đó chứng tỏ gì? Và cái bộ phận, cái điều khiển nó mesh hai cái việc đó với nhau với một cái chu trình cực kỳ chuẩn và chính xác, khiến cho các bạn không thể hiểu được là lúc nào chạy điện và lúc nào chạy xăng, ngoại trừ là các bạn lắng nghe cái tiếng động cơ nó nổ thì các bạn mới có thể biết được. Thực ra thì động cơ xăng của Toyota vốn xưa này nó rất là êm rồi, nên ra là cái việc mà chuyển đổi giữa động cơ điện và động cơ xăng nó không gây ra nhiều cái sự biến động hay cái cảm giác đối với cả người ngồi trong khoang xe đâu. Ok. Như lần trước anh em mình đi cái chuyến đi Hòa Bình nhỉ, chúng ta đã được biết là cái động cơ điện nó được cái hệ thống tái nạp năng lượng khi mà chúng ta đổ dốc, nó tái nạp vào cái hệ thống pin như thế nào. Và có một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý và cần phải xem xét là gì? Hiện tại đất nước Nhật Bản là một đất nước có điện khí hóa rất là cao, nhưng mà những sự hiện diện của những chiếc xe điện thì lại rất ít, mà hybrid đang là một trong những cái nền tảng vững chắc nhất tại những đất nước mặt trời mọc. Và họ nói rằng thế này: hiện nay ở phần lớn các nước trên thế giới thì hạ tầng dành cho xe điện là khó có thể khả thi trong vòng khoảng 10 năm nữa, và hybrid đang là một trong mô hình tối ưu nhất cho việc mà xanh hóa. Và họ nói rằng là rất nhiều người đặt ra câu hỏi rằng là cái bộ pin của hybrid này nó có dễ hỏng không. Thì trong một cái lần đi thị sát ở Nhật Bản thì mình đã được đến một cái trang trại điện gió, và những cái pin như thế này sau khi 15 năm sử dụng thì cái pin này nó còn 70% dung lượng pin, và họ lại đem ra những cái trang trại điện gió để họ tích cái điện vào đây và để phát vào những cái giờ cao điểm. Thì có nghĩa rằng là, và họ nói rằng cái pin này vẫn có thể dùng được khoảng 15 năm nữa, có nghĩa cả vòng đời một cái quả pin này nó sẽ có khoảng 30 năm. Các bạn yên tâm rằng là pin của xe hybrid rất khó hỏng chứ không phải dễ hỏng. Thực ra thì em thấy là xe Toyota thì ngoại trừ là bị chê là mỏng ra thôi, còn lại thì em thấy cái gì cũng bền, bao gồm cả pin. Ok, hybrid thì Toyota đang là số 1. Và hiện nay thì Toyota Việt Nam đang có rất nhiều những cái sản phẩm hybrid. Ví dụ bên cạnh tôi đây, đó là một chiếc Camry hybrid. Xa xa là một chiếc xe mà bán chạy nhất của Toyota, đó là chiếc Corolla Cross hybrid đó. Và nhà vua ở trong phân khúc hạng B là chiếc Prius. Các bạn có thể ra đây trước khi mẫu xe này ra đời có mặt ở tại thị trường Việt Nam thì Xpander là một chiếc xe bán chạy nhất ở chiếc MPV cỡ nhỏ, nhưng sau khi xe này ra đời thì nó đã ngay lập tức chiếm lĩnh một cái thị phần không nhỏ của Xpander. Và có một thông tin rất đặc biệt, chiếc xe này sắp sửa được
lắp ráp tại Việt Nam. Tại sao họ lại lắp ráp ở Việt Nam? Bởi vì là nó sẽ khiến cho cái nguồn cung được chủ động hơn. Và biết đâu được khi mà được lắp ráp Việt Nam thì giá tốt hơn, nguồn cung sẵn hơn, thì chiếc xe này sẽ là một cái kỳ phùng địch thủ của Expander. Phải nói là Toyota nó luôn luôn là một hãng xe mà mang đến những cái sức nặng vô cùng lớn đối với cả thị phần xe ở Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến được một ngôi sao của Toyota trong ngày hôm nay, đó chính là chiếc xe thuần điện BZ4X. Đây. Rất tiếc là chúng tôi không thể bước lên đây này được vì có những vách ngăn. Tuy nhiên các bạn có thể biết được rằng đây là chiếc xe thuần điện gần như là đầu tiên của Toyota. Nó được sử dụng nền tảng là ITNGA, gọi là nền tảng khung nền tảng xe điện của toàn cầu của Toyota. Và chiếc xe này thì các bạn có thể thấy rằng nó có cái kích thước là tương đương với chiếc RX. Đó, tương đương với chiếc RX. Đó. Nhưng mà hình như nó thấp hơn đúng không anh? Đương nhiên rồi, ở với một chiếc xe điện thì bao giờ cái tối ưu cái khí động học vẫn là một trong những cái tiêu chuẩn của xe điện. Nên bao giờ trần thấp hơn. Lúc đấy nhắc trông từ xa em nhìn vào em lại tưởng là đây là một chiếc Lexus. Bởi vì còn nó có cái thiết kế đằng trước và đằng sau này nó vuốt tương đối giống một chiếc RX 350. Đúng rồi. Và chiếc xe này hiện nay đã được mở bán trên bình diện toàn cầu. Tuy nhiên sau khi mở bán thì không biết vì một lý do nào đó chiếc BZ4X này đã phải phát sinh ra một số lỗi và ngay lập tức Toyota không phải là triệu hồi nữa, mua lại luôn của khách hàng, mua lại luôn, và hiện nay nó đang được review lại để xem nó đang bị lỗi ở đâu đó. Tuy nhiên các bạn hãy nhớ, Toyota đã ngay lập tức công bố rằng trong khoảng 10 năm nữa Toyota sẽ ra mắt khoảng 40 mẫu xe điện khác nhau. Và một thông tin nữa thì các bạn có thể biết được rằng hiện nay Toyota nói rằng nền tảng để phát triển xe điện tốt nhất đó chính là thay đổi công nghệ pin, và pin thể rắn sẽ là tương lai của xe điện. Nhưng một thông tin nữa, hiện nay sở hữu phát minh sáng chế về pin thể rắn, Toyota đang là công ty sở hữu được nhiều phát minh về pin thể rắn nhất thế giới, thì có nghĩa rằng cái cơ hội về phát triển xe điện của Toyota là rất lớn. Và biết đâu được trong vòng 10 năm nữa thôi, xe điện của Toyota nó sẽ được chạy nhàn nhản trên toàn cầu. Thế mới thấy rằng là làm xe điện không hề dễ. Đúng. Với một ông lớn như Toyota mà chiếc xe này còn phải quay về xưởng, họ mua lại toàn bộ, thì mới thấy rằng là để phát triển một chiếc xe điện nó không dễ như chúng ta tưởng. Nó rất nhiều gian nan, ngay cả với một hãng xe vô cùng lớn nhất thế giới như Toyota. Và bên cạnh đây đó chính là một mẫu xe rất là truyền thống, đó chính là Fortuner. Đây có thể là cũng là một trong những cái chiếc xe Fortuner ở cuối vòng đời, bởi vì sắp sửa là Fortuner sẽ ra bản clip anh nhỉ? Sẽ ra một cái form mới, bản khác, form mới hiện đại hơn và khác biệt hơn cái này rất là nhiều. Còn bây giờ chúng ta sẽ sang bên cạnh để thăm gian hàng của Lexus.